Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát. Con xin đọc thuộc bài kệ trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, phẩm thứ 12. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng Xuất Oai Thần, kiếp số hàng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chi ngưỡng lễ, chờ người lợi ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ báo tận sẽ xa vào đường dữ, chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ. Kẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em, kẻ ruột rà, lớn không nghĩ đến đều không biết, nếu giữ đường lành ở đâu là. Hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chim lễ biệt chẳng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu, Bồ Tát hiện thân đến bên mình. Chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào, giàu xa ác thú cũng ra mau, nếu được không nuôi lòng kính ngưỡng, thăm kiến Bồ Tát phút đầu trao. Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sinh, người này đã phát lòng bi lớn, chứ nên chim lễ đại sĩ hình, nghe tên quy y đấng chọn lành, cũng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chứng chẳng hề ngăn chứng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sinh khỏi tai ách, dầu lọc nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sót mất. Người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục uống ăn các loại cụ, cũng như địa tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày chức tượng, cách một ngày đêm mang lấy uống, xin lòng ân chọc cận ngũ tân, rượu thịt tài dâm cùng dối luống. Trong 21 ngày cho sát sinh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chim bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đạn chí không lanh. Đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nhìn vậy đơn xong nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài. Chúng sinh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà họ hàng người liền nhau, ngủ mê mộng bị không an giấc, còn muốn hỏng hơn chẳng được nào. Dốc lòng chim để địa tạng ngài, bao nhiêu việc ác thể tiêu ngay, nhận đến chim bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài. Muốn qua sông biển lên núi rừng, cầm thủ độc quay giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan khổ không lường, sắp sửa ra đi đối trước tượng. Cũng dừng kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác ta tiêu sạch thường an sướng. Quán âm lắm nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp Phật chẳng rồi. Rộng tiên đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến địa tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hướng hoang, uống nhân y phục, trăm nghìn bao đẹp hưởng điều lành, nếu hay đem công hội pháp giới, rốt ráo thành Phật sinh tự khỏi. Quán âm nên biết gắn tuyên bày, chuyện khắp hàng xa nhiều nước cõi. Con xin hồi hướng công đức, đọc thuộc bài kệ cho tất cả chúng sinh trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nguyện cho chúng sanh sớm tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn phước đức, có duyên với Tam Bảo Địa Tạng Bồ Tát, phát tâm báo ơn hiếu kính với các ngài và được các ngài độ thoát trong tương lai. Ha ha ha,